experience. And he wants me to help out these elderly women grabbing the recycling. Ah, chào ba. Ba quê ở đâu? Nam Định. Nam Định hả? Vâng. Thì con có một bạn á, nhờ con ủng hộ mấy cái người lớn tuổi á, làm nhặt ve chai á. Vâng. Bà làm cái này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Cho con gửi một số tiền ủng hộ bà nhé. Vâng ạ. Vâng. Ủa bà mở cái khẩu trang nói câu cảm ơn cho bạn con được không? Vâng. Vâng. Bạn con tên Đạt á. Đạt. Đạt. Vâng. Bà cảm ơn em trai. Vâng. Cảm ơn tất cả các anh với các cháu. Vâng. Thì, cảm ơn nhé. Chứ cô tên gì? Tên là Bảy ạ. Bảy. Ok. Vâng. Vâng. Thì con chỉ muốn ủng hộ cô làm tiếp việc này nhé. Vâng. Cảm ơn các anh nhé. Bạn con tên Đạt á, thích giống thương mấy bà mà hay đi nhặt ve chai á, xong nhờ con làm á, thì năm nay bạn ấy không có về Việt Nam được á. Vâng. Nhờ con ở bên nước ngoài. Vâng, con có hiểu, cảm ơn bây giờ. Anh cũng cho tôi gửi bảo cô Bảy cô cảm ơn anh nhé. Dạ, thì anh bên nước ngoài nhé. Cảm ơn con cũng bên nước ngoài. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, ok. Dạ, thì vậy thôi á, con vâng. Cho cô làm tiếp tục nhá. Vâng, cảm ơn các anh nhá. Chào cô nhá. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, vâng. Vâng, cô. Anh tốt quá. Vâng nhá. Ok, guys, Dad. She's really happy, man. She said, you are a great man. So, yeah, Mr. Dad. She was wrapped, man. Also, I chased up the woman selling the crackers and the sunflower seeds for John Noel, John Brown, because Noel in Vietnamese means brown. Thôi, hôm nay gửi ủng hộ bà luôn đi. Dạ. Nhiều tên. Thấy làm cũng vất vả vâng. Luôn. Vâng, cảm ơn nhé. Dạ, ok. Chú ở trong miền Nam à? Không, miền Trung á. À, miền Trung ạ. Vâng. Thì cảm ơn nhé. Lâu gặp ủng hộ nha. Chị tên gì quên rồi? Chị, bà tên gì quên rồi? Tên là Xuyến ạ. Xuyến, à, Xuyến. Vâng. Vâng. Thì chúc bà bán đất nha. Yeah. Có gì mốt gặp nha. Yeah. Chào nha. We also polished off Robert Allen's donation. He still had 700k left. Wait, Ronnie Allen, this is the last 700 of yours, mate. Or 650. Yeah, có. Có giống ủng hộ có. Yeah. Xin nhá. Xin. Người đâu đây? Hả? Anh ở đâu? Ở quê. Em xin nhá. Ok. Anh đây làm gì? Làm nhiếp ảnh gia. Hả? Nhiếp ảnh gia. Gì? Hả? Đi làm gì? Làm quay phim á. Ra đây quay cảnh. Anh quay nhân dân quay tư. Quay tư. Quay tư cho YouTube á phải không? Kênh YouTube á. Mình anh hả? Có mình anh được à? Có nhóm á. Từ Huế lên á. Làm này vất vả ha. Chẳng quan đâu. Xin đến là được chọn. Chọn. Ok. Chúc may mắn nha. Và xin anh nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Chào nha. Về nha. Ok guys,
Ronnie Allen, that was the last of your money, mate. From Houston, Texas. So, we are, you know, a bit random, very random, but I think we caught a few good ones there. Like, she's probably going to use that money for, you know, for food and a toothbrush. Because the old chompers didn't look so pearly white, which is a shame because, you know, toothbrush doesn't cost much, but I think they skimp on that kind of stuff. Maybe I should buy one. Eating it, man. I think. He's eating it. It's looking for more, man. Ancha. Hey, buddy, don't worry. I'm here to give you food, bro. Hey, hey, hey. Hey. Yeah. Man. He's not eating it. Not eating it, mate. Okay. Who is this guy? Okay. We gotta leave him to it, man. He seems pretty shy, this guy.